Hôm nay em xin trao gửi cái điếu điếu Mai Cây Thọ này, là một trong những cái dòng điếu được rất nhiều người quan tâm sưu tầm. Nó là dòng đồ của các bậc quan lại, quan lớn ngày xưa vào triều đình phong kiến, triều đình nhà Nguyễn dùng, và hiệu đề là hiệu đề chữ Thọ, rất là đẹp. Mà đặc biệt là một cái điếu này nó rất là lành, được các dòng dõi con cháu nhà quan lại ngày xưa người ta dùng, người ta bảo quản rất là kỹ. Và hôm nay em được duyên sở hữu và trao duyên cho những người mà đam mê, cùng đam mê sưu tầm. Bọc gói rất là cẩn thận. Một món đồ rất là quý nên phải cực kỳ cẩn thận. Cả những món đồ được em đóng gói rất là cẩn thận và trao duyên về cho khách. Và tất cả những đơn hàng này đều có dán keo hàng dễ vỡ và được trao gửi về tận nơi tỉnh Hà Nam, nơi mà cũng có rất nhiều anh em đam mê sưu tầm cổ vật.
Tờ bác nào mà yêu cổ vật thì đến với bên em xin trao gửi những món đồ và cho thuê dài hạn, và với mức phí là 0 đồng. Trong vòng 3 năm sau các bác không chơi hoặc là không sưu tầm nữa, hoặc là bán lại em, thì em thu lại đủ số tiền mà em đã trao gửi về cho các bác.